Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì em về 4 cặp Naya dây đôi 30, đôi 25, 2 bát 25, 1 thùng và một tiếp 750 giữa. Dòng này là ACAIS nhé, tiếp tục về A dây, dây bãi, 2 bát 25, một tiếp 750. Dòng này chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, cũng như tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hoặc là các bác làm đám cưới. Hoặc là mua về nhà có cái sân mấy nghìn hecta thì các bác cũng mua về đánh ngoài trời chơi. Ví dụ thế, hay là các bác làm nông trường, nông trại thì thoảng đấu bộ này lên cho bò, dê, cừu, gà, vịt, lợn. Đấy, để nghe thêm cả trâu nữa nha. Đấy, nói vui thế thôi. Đây là dòng này chuyên dùng cho sự kiện chuyên nghiệp nha các bác nhé. Tổng cộng là có 10 cặp, em đã bán được 3 cặp. Nay về 4 cặp, ngày kia nữa thì về tiếp 4 cặp nữa. Tổng cộng là 10 cặp. Và súp này thì em có 5 cặp. Thì bây giờ đang cứ để trước đây một cặp đã. Còn 4 cặp kia đang gửi ở trên kho. Bán dần thì lấy dần thôi, chứ không bây giờ lấy ôm hết về nhà thì chật các bác ạ. Đây các bác xem luôn nhá. Hưng Yên một ngày mưa gió nên là nhà em cũng là có đỡ những cái vũng nước như này đi rất là nhiều. Đấy. Nhà thì nhỏ bé, trên là có cái mái tôn. Hôm trước là test súp, một đôi này nó đánh vào mái tôn cứ phạc 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 phạc. Các bác thông cảm, nhà về mới thế thôi. Đấy, sẽ hẹn các bác một ngày nào đó đẹp rời, em sẽ bê ra ngoài đường đây này đánh để bác nghe thử. Nói chung là cũng chỉ mong thế thôi. Nếu mà có nhân sự hỗ trợ thì được, còn không có người hỗ trợ thì chịu. Thì đây là tiếp tục về được Naya dây 2 bát 25 và một tép 750. Dòng này thì chuyên dùng cho các làm sự kiện rồi, loại này thì không phải chê nữa. Giá hiện tại em đang bán là vào 28 triệu. 2 cặp, 3 cặp là 40 triệu. Và 4 cặp là 54 triệu. Đấy. Giá trên là đã bao gồm tất cả những cái gì đi theo, ví dụ loa về còn nào chết cái là lại nổ, chết con bát, chết con tép nổ, không có lãi đâu. Em tính mỏng quá thì cuối cùng hôm trước về chuyến trước về dính mấy quả liền vỡ mặt, rõ ràng là bát côn xây dẹt thế vẫn chết bình thường, và tép 750 nhiều con nó bị sổ côn, một hai con bị sổ côn. Đấy, nói trước các bác thế nhá. Và tất cả là về là em lại phải tốn cái tiền sơn lại thùng, vệ sinh lại thùng, sơn như này này rất là đẹp đúng không, sơn lại thùng, vệ sinh lại, sau bắt đầu là cái hậu loa nó. Em đây em tiện em cắt luôn cho các bác xem nha. Cắt luôn cho các bác xem chứ không nhớ, nhiều các bác đã kêu là thế nọ thế kia lắm. Đây các bác xem này, cái hậu loa nó như thế này thì có phải thay rắc không? Đây là cái rắc chuyên môn chuyên nghiệp của họ, về là phải thay. Đấy. Bây giờ là không dùng rắc này nữa, sẽ dùng cái new trick. New trick 4. Và loa trong thùng nghiệm xe đấu lại là 16 ôm đường bát, đường tép là 8 ôm qua đúng tụ cả. Giá trên là chưa phân tần đâu nha. Còn các bác nào chú làm sẵn cho anh phân tần luôn, anh về anh đánh passi được, cộng thêm triệu. Đấy. 4 cặp cộng thêm 4 triệu, 2 cặp cộng thêm 2 kia triệu, 3 cặp thêm cộng 3 triệu. Đấy. Một lần em giao thì cho các bác là 4 cặp thôi nha. Còn anh em đại lý nào nấy, lấy hết ôm nô thì em sẽ làm sẵn luôn, vẫn làm như các bác này. Còn nếu mà để qua tay nhanh nha thì em chỉ xin lãi mỏng thôi. Em chỉ xin là đúng là 2 triệu thôi, là em lại đóng bìa xong là gửi cho các bác luôn, sống chết kể các bác. Bởi vì mua này nó không có quyền được lựa chọn hàng sống nha. Đây các bác này, xem bao bì này, Trung Quốc người ta đóng gói như này thôi, xong về là ở trên kho thì anh em trên kho đóng cái bìa, đóng cái giấy kia vào gửi về đây thôi. Đấy, chứ không có cái chuyện là nhà em nhỏ này em ôm cả một nô về là dở hơi, nhà thì không có chỗ chứa. Đấy, toàn gửi trên đấy, đồ bài anh cho em gửi, nói tạ anh cứ cho em gửi, bán hết em lại lấy, bán hết anh lại gửi về hộ em cái. Đấy các bác nhá, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hệ trực tiếp. Nói chung là những cái dòng này thì không chê được cái gì, chê được cái là nhiều cái nó về nó bị mất chốt này, nhiều con mất chốt nhá, và nhiều chiếc về thì là lưới nước này móp mép, thùng nó sẽ bị xước va đập, nói chung là đủ trò, không có cái chuyện đẹp đẽ đâu. Ví dụ nha, mua bên Trung Quốc là yêu cầu anh em bên đấy đóng bìa cẩn thận vào,
đóng như gửi Viettel ấy, thì về đến đây nó cực kỳ đẹp, nhưng nó sẽ bị cộng thêm khá khá tiền. Các bác biết rồi, bây giờ tiền cước vận chuyển là 3,4 triệu hay là 3,6 triệu một khối, và nếu như cước vận chuyển mà tính theo kg thì là 20.000 một cân đấy, 20.000 một kg, cứ thế tính lên. Còn chưa tính cái công bìa đóng gói, ví dụ đóng một đôi này hết bao nhiêu bìa, cứ 50.000 một cân, 50.000 một cân đấy các bác ạ, à đâu 50.000 hai cân, nghĩa 50.000 ba cân, tùy từng chỗ. Người quen thì là họ chỉ tính tiền bìa và cộng thêm 1 đến 2 nhân dân tệ thôi trên một cặp, ví dụ thế. Bìa là có vào 5 hay 6.000 người Trung Quốc ấy, ví dụ thế, đúng không? Xong là một nhân dân tệ là 38 hay là 37.000 đấy, họ cộng thêm là tính vào là tròn là gần như là một đôi này đóng bìa sẽ mất khoảng tầm 100.000, một đôi 4 đôi là 400.000, 8 đôi là 800.000. Họ không đóng kiểu ý, trừ khi là anh em nào bảo là ông đóng bìa cẩn thận cho tôi thì tính thêm tiền, nó đặt lắm cực kỳ luôn. Nhưng về nó không bị xước này, đây nhá, không bị này, đấy, rất nhiều các vết này như này không bị xước, không bao giờ có chuyện này. Đóng bìa mà này, các bác biết cái bìa này này, đấy, công người ta đóng bìa cả bằng dính đấy, bìa thì tính thế thôi, thế tính cả tiền bằng dính, cả tiền công nữa. Nhiều anh em đóng lô hàng lớn về công hơi bị cao đấy. Thường thường em bây giờ khoán các sếp đóng bìa sẵn cho em, chấp nhận mất thêm tí tiền, về nó không bị xước nhằng xước nhịt này. Có khi là giao đại lý nhanh, không phải về tự sinh tự vệ sinh tự sơn sửa lại như này đâu. Đấy. Thì ok, khoe với các bác nhà thường nhá. Thì bây giờ sẽ tháo ra, vệ sinh hết tất tần tật, tháo cho các xem. Sau khi đó làm xong hết rồi thì em sẽ dựng lên làm dây 4 ở đây trên lò súp này, xong đánh thử. Đấy. Thì mời các bác cùng xem. Cứ biết là hôm nay là thông báo các bác là có dây về, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đấy. Và súp này thì em bán theo cặp nha, không bán lẻ một chiếc đâu nhá. Cả đẩy nữa, đẩy cũng có. Các bác thích mua đẩy giờ được. Mà mua combo cả loa súp, cả dây, cả đẩy cũng được, giá rất là tốt cho các bác. Đấy. Anh em nào làm đại lý cửa hàng liên hệ trực tiếp với em, giá vô cùng là tốt luôn cho các bác. Nhưng mà lưu ý là chuyến sau có giá tốt thôi, chứ còn cái lô này em bán thật, nói thật với các bác, lô này em tính đơn giản thôi, mỗi đôi về em cộng gọi là cộng tí tí tiền thôi. Giao thợ nha, số lượng lớn, với bán cho khách mua số lượng tương tự, ví dụ bác khách là bằng đấy 4 đôi với bác thợ, nó chỉ chênh nhau có gần 2 triệu bạc tất tần tật. Đấy, chênh nhau có gần 2 triệu bạc tất tần tật, 4 đôi dây. Đấy. Chênh đầy được có tí tí đi thôi, mà em giao thợ là em được có lãi hình như 300-400 nghìn trên một đôi. 4 đôi thì được vào tầm 1,2 triệu đến 1,4 triệu. Đấy. Nếu mà tính trừ hết tất cả chi phí rồi, ví dụ cả đóng bìa này, băng dính này, công vệ sinh sơn sửa lại này thì em được tí thôi, không được nhiều đâu. Nên là những cái hàng sự kiện này nói thật bán rất là rẻ rồi. Mà nhiều các bác còn kêu là bán đắt, bán cho ma. Bán cho 12 con giáp, trong đó là có cả con chó. Bán đắt, bán cho chó, bán cho ma. Các bác nói kiểu ấy, em thì em không biết là các bác nghĩ cái gì. Các bác đầu tư ra này xong bắt đầu rồi, tính đi. Đấy. Các bác là bây giờ là các bác chỉ là người mua, người bỏ tiền ra thôi thì các bác nghĩ thế. Nhưng mà nếu như các bác bỏ tiền ra xong là tự làm một mình, tự làm, tự sơn, tự nói chung là tất tần tật các công đoạn này, các bác bắt đầu mới thấy ý tiền ý không ăn thua gì cả so với công bỏ ra. Em nói trước các bác nhá, còn bác thợ nào hay là bác khách nào vẫn kêu em bán đắt, đi một chỗ khác, không lấy nhiều, đi chỗ khác, nói nhanh đấy, lãi được có tí tiền thì bây giờ bỏ ra mấy chục triệu không lãi được một vài triệu, sống như nào. Cái điều này không ai dám nói, riêng bên em bán thật nói thật, mua thì mua, không mua thì thôi, chứ không phải là em này nỉ các bác, anh ơi nòa của em hay lắm, mua đi, mua cái con khỉ, em nói thật nhé. Đồ của em đây có như này, xấu như hình, về chưa vệ sinh, sơn sửa lại thì nó như này, được chưa? Đấy, mời các bác cùng xem. Ok, video đến đây là kết thúc. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Cũng có thể là các bác mà thích đến tận nơi nghe thử, ưng thì bốc. Đấy, em bán hàng nói thật thế cho các bác yên tâm, chứ không lại bảo anh ơi mua loa của em đi, loa hay lắm, các bác thông cảm. Em không có cái kiểu ấy. Mà em bán hàng ở trên kênh YouTube này, em nói luôn, hàng có sao nói vậy. Đấy, loa về con nào chết, con nào sống, bỏ ra nạp lại như nào, nói luôn đấy. Nhiều lô này nha, lô trước là em bù lỗ rồi nhá. Lô trước là không được lãi nghìn nào, lỗ mấy trăm nghìn rồi.
nâu này, nếu mà chả may con bát nào hay con tép nào nó dính đòn vào nữa thì chắc là úi xồi, có khi là nhìn nhau thôi. Chứ bán cái mức giá mà quá là tốt rồi, sau này còn bù nỗ này thì em chịu. Nói thật các bác ấy, chuyến trước là nỗ rồi, nỗ mấy trăm nghìn rồi. Trừ tất cả chi phí thì tưởng là nãy được gần triệu bạc, cuối cùng nỗ mấy trăm nghìn. Chịu. Đấy, ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.